Xin chào các bạn. Hôm trước thì tôi có một cái video về việc mà mua xe được tặng phụ kiện. Ví dụ như là chiếc Toyota Wigo với 10 triệu thì chúng ta làm những gì? Chiếc Vios với 10 triệu chúng ta sẽ làm những phụ kiện gì? Còn ngày hôm nay thì nó là một thái cực hoàn toàn khác. Bán bia kèm lạc thì chắc là các bạn cũng nghe nhiều rồi. Và hôm nay tôi muốn nói về cái gói lạc của chiếc Toyota Rush này. Thì thật sự khách hàng sẽ phải chi trả bao nhiêu? Và với cái gói lạc đấy thì cụ thể nó có những gì? Thì đây, trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Rush. Như các bạn đã biết là chiếc Toyota Rush này là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán rất chạy tại thị trường Việt Nam, luôn trong tình trạng là cung không đủ cầu. Do đó, cái xe Toyota Rush này thường xuyên trong cái tình trạng bán bia kèm lạc. Thực sự thị trường nó là như vậy. Nhiều khi đại lý cũng không muốn ép buộc khách hàng, công ty cũng không muốn, cá nhân nhân viên bán hàng chúng tôi thật sự nhiều lúc cũng không muốn. Tôi luôn tìm kiếm những giao dịch win-win, có nghĩa là cả hai bên cùng có lợi. Bạn cảm thấy vui vẻ khi sở hữu mẫu xe này, tôi thấy vui vì tôi bán được hàng. Nhưng mà đôi khi thì thị trường mà cũng không thể nói trước điều gì cả. Thôi quay trở lại, các bạn đang nhìn thấy dán kính Luma đúng không? Đó, nó chính là cái có thể nói là cái kẹo lạc đầu tiên ở trong gói lạc này. Một bộ dán phim Luma cách nhiệt nhập Mỹ bảo hành 10 năm. Cái thứ hai tôi muốn nói đến chính là cái mọi thứ bên trong cái khoang nội thất này. Thì như các bạn thấy xe đang được gỡ toàn bộ ghế ra. Các bạn biết để làm gì không ạ? Để bọc ghế. Bọc toàn bộ 7 chiếc ghế này, bọc ra thay cho ghế nỉ nguyên bản. Và chúng ta sẽ có cái kẹo lạc thứ hai, đó chính là một bộ nệm ghế da. Thứ ba là chúng ta sẽ có một bộ trải sàn da. Đây chính là cái anh em đang thi công bọc ghế và chuẩn bị làm sàn cho chiếc Toyota Rush này. Tôi đang nói đến viên kẹo thứ ba rồi, đó chính là trải sàn da. Viên kẹo thứ tư tôi muốn nói đến đó chính là cái bộ thảm lót chân 5D. Đó. Cái tiếp theo đó là một bộ gập gương tự động. Chiếc Toyota Rush này thì đã được trang bị gập gương điện rồi. Và gập gương tự động có nghĩa là khi các bạn bấm chìa khóa thì gương sẽ tự động cụp. Các bạn bấm mở thì gương sẽ mở ra. Đó chính là gập gương tự động. Cái gói tiếp theo tôi muốn nói đó chính là một bộ bơm lốp điện tử chính hãng của Toyota. Trang thiết bị thứ 7 đó chính là camera hành trình. Thứ 8 là một bộ ốp tay nắm cửa mạ chrome để bảo vệ trong trường hợp mà các bạn cầm nắm sợ hoặc va đập xước do nhẫn như các thứ. Và cái cuối cùng thứ 9 đó chính là bộ vè che mưa. Đây chính là cận cảnh cái tay nắm cửa đó các bạn đó. Chiếc xe này thì đang trong quá trình hoàn thiện. Cụ thể thì gói lạc này nói chung thời điểm này nó cũng không quá cao, khoảng 40 triệu. Có nhiều khách hàng sẽ, thật ra thì khách hàng thật sự ấy, người ta sẽ ok thôi, không vấn đề gì. Bởi vì các bạn biết vì sao, những cái gói phụ kiện này nó đều là những phụ kiện rất cần thiết cho một chiếc Toyota Rush. Bọc ghế, làm sàn, dán phim cách nhiệt, cam hành trình, bơm lốp, cụm gương tự động. Tôi nghĩ là nếu thật sự mà các bạn có thể cân đối được thì con số này nó cũng không phải là cái gì đó nó quá mức độ kinh khủng như những lời đồn trước nay. Như vậy là các bạn sẽ chi trả 708 triệu và chiếc Toyota Rush của mình nó sẽ hoàn thiện tất cả liên quan đến vấn đề nội thất. Các bạn chỉ việc xuống đường đăng ký và di chuyển. Đó, đó chính là cái gói lạc của chiếc Toyota Rush mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết về dòng xe Toyota Rush này và cái gói lạc này nó hạ xuống như thế nào thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số hotline miền Nam hoặc miền Bắc để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo.